Texas hành quyết kẻ thu tiền cho băng đảng Mexico, tin từ Austin, Texas. Chính quyền tiểu bang Texas hôm thứ Tư ngày 11 tháng 3 đã xử tử một thành viên băng đảng 46 tuổi bị kết tội giết chết một người phụ nữ vì bà ta không chịu trả tiền theo yêu cầu của tổ chức tội phạm Mexican Mafia. Một phát công nhân của Bộ Tư pháp Hình sự Texas cho biết tử tội Manuel Vasquez đã nhận một liều thuốc độc trong phòng xử tử thuộc thành phố Huntsville và được thông báo là đã chết vào lúc 6 giờ 32 phút chiều. Vasquez trở thành tù nhân thứ 522, bị xử tử ở Texas, tiểu bang xử tử nhiều tội nhân nhất Hoa Kỳ kể từ khi tối cao pháp viện Hoa Kỳ phục hồi án tử hình vào năm 1976. Theo giới chức Bộ Tư pháp hình sự Texas, trong lời nói cuối cùng, Vasquez muốn gửi lời yêu thương đến gia đình và bạn bè, cũng như cảm ơn Chúa vì tình thương vô điều kiện của Ngài. Theo văn phòng tổng trưởng lý Texas, thì Vasquez và hai đồng bị cáo bị kết tội bóp cổ bà Juanita, Ibarra, 51 tuổi, vào năm 1998 vì bà không trả 10% doanh thu ma túy cho tổ chức Mexican Mafia. Hai đồng bị cáo đã làm chứng chống lại Vasquez và được giảm nhẹ hình phạt. Vasquez có một tiền sử hình sự lâu dài, bao gồm việc y từng là thành viên của một nhóm tội phạm đã giết chết một người đàn ông bằng cách đập nạn nhân bằng xà beng, tưới xăng lên người nạn nhân rồi đốt cháy nạn nhân.